Kính thưa quý vị, Cộng sản của Việt Nam đã y án đối với nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh bắt thêm một người tại Đồng Tâm, tin từ Việt Nam. Ngày 20 tháng 4, Tòa án Cộng sản cấp cao tại Hà Nội đã báo đơn kháng cáo của nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Nguyễn Năng Tĩnh trong một phiên tòa chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Trong phiên tòa kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, Chủ tọa phiên tòa công bố giữ nguyên mức án là 11 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với ông Tỉnh về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự mà Tòa án Cộng sản tỉnh Nghệ An đã tuyên trong phiên sơ thẩm vào tháng 11 năm 2019. Kính thưa quý vị vợ của ông Tỉnh cho biết sức khỏe của ông rất kém vì ông mới chấm dứt cuộc tuyệt thực 46 ngày từ ngày 3 tháng 3 trong trại giam Nghi Kim là một người công giáo, ông đề nghị được gặp linh mục trong dịp lễ tuần thánh nhưng không được chấp nhận, vì đó là lý do ông và đó là lý do ông nhịn ăn. Trong một diễn biến khác, nhà cầm quyền cộng sản đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Chung, là một công dân ở Đồng Tâm vào tối ngày 19 tháng 4 khi ông đang lao động ở trong Sài Gòn. Theo RFA, có nhiều nhân chứng cho biết ông Chung đã bị đánh đập dã man bởi an ninh trong quá trình bắt giữ. Được biết rằng ông Chung là con trai của bà Bùi Thị Đục người cũng đang bị giam giữ cùng với 27 người khác khi Công an Cộng sản tấn công làng hoành và giết chết cụ Lê Đình Kình vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Hơn 20 người trong số họ bị vu cho là gây ra cái chết của ba sĩ quan công an trong vụ tấn công, và số còn lại bị cáo buộc là chống người thi hành công vụ.